Xin chào toàn thể các bác và anh em đam mê chơi BCB. Chúc các bác đang theo dõi video của em ngày hôm nay có một sức khỏe dồi dào để thực hiện cái niềm đam mê bất tận của mình các bác nhé. Và chúc riêng các bác và gia đình luôn luôn hạnh phúc ấm no các bác. Thì video ngày hôm nay em sẽ lên và giới thiệu cho các bác một số cái dòng bơm tay đang được bên em bán ra trên thị trường rất chi là nhiều, các bác tin tưởng sử dụng. Đấy. Còn bây giờ thì trước khi giới thiệu về bơm, các bác cho em giới thiệu qua một số con hàng thanh lý các bác nhé. Đây. Hôm nay em có 3 con bơm thanh lý, giá rất chi là rẻ, chỉ từ thanh lý rẻ cho bác chỉ vài trăm thôi các bác. Đấy. Thì các bác nào muốn mua con bơm thanh lý này, các bác cố gắng theo dõi hết video giúp em nhé. Còn bây giờ em sẽ giới thiệu cho bác về cái mẫu bơm mới trước nhé. Đấy. Các bác nào mà bơm hỏng nhé, em lên cho bác hôm nay lên cho bác một cái sản phẩm là thân bơm. Đấy, đây các bác đang theo dõi nhé. Cái thân bơm này thì là thân bơm mới nhé. Đấy, một số anh em mình dùng trong ngày lâu ngày nó hỏng ti, hỏng gioăng, hỏng sim, hỏng phớt, nó hỏng nặng quá. Thì các bác chỉ cần mua một cái thân bơm mới này về anh em xoáy vào cái đế bơm của mình là anh em dùng bình thường nhé. Đây là đều là thân bơm mới. Trước đây các bác hỏng con này ấy, các bác phải vứt đi, các bác mua bơm mới. Nhưng bây giờ các bác hỏng, các bác mua con này về các bác lắp vào là rất chịu ok. Con này thì em báo giá công khai cho anh em nhé. Một thân bơm như này và kèm theo một túi gioăng sim nhé, trị giá 450.000 bao ship cơ nhé. Đấy. Một thân bơm như này và một túi gioăng sim trị giá 450.000 bao ship tận nhà cho anh em. Nếu anh em nào không lấy túi gioăng sim, em có thể bớt thẳng trực tiếp vào giá cho các bác nhé. Đấy. Còn các bác mua một thân bơm này sẽ được tặng theo một túi gioăng sim giá là 450.000 nhé. Thân bơm em chuẩn bị rất chi là nhiều để phục vụ các bác. Đấy. Còn bây giờ không phải để các bác và anh em chờ đợi lâu, em giới thiệu cho bác con bơm đầu tiên. Đầu tiên là con bơm đồng hồ bé nọc ẩm bé chân cành én không gấp các bác nhé. Đấy, con này người em út các bác. Đấy. Mẫu này để cho anh em chơi những cây truyền thống nhé, mức áp tối đa 180 cho đến 240 cân nhé. Chân cành én không gấp, đồng hồ nhỏ, lọc ẩm nhỏ. Đấy. Cái mẫu này đang được bên em bán với giá công khai 550.000 bao ship tại nhà cho các bác nhé. Đấy, chỉ có 550 thôi. Các bác thấy giá rẻ chưa? Quá rẻ nhé. Con này đồng hồ bé nó còn bé đấy. Còn các bác nào muốn cao cấp hơn chút, các bác thêm ít tiền nhé. Các bác thêm ít tiền, các bác lấy sang mẫu này cho em. Đây là con bơm đồng hồ to, nọc ẩm to nhé. Đồng hồ to, nọc ẩm to, hiệu FB on báo các bác nhé. Đấy. Đồng hồ to, nọc ẩm to, nọc ẩm to, đồng hồ to, chân gấp nhé. Đấy. Con này thì em báo giá công khai cho các bác nhé. Công khai cho các bác 750.000 bao ship tận nhà. Đồng hồ to, nọc ẩm to, chân cành em gấp, tay cầm chống trơn chống trượt nhé. Mức áp tối đa bao cho này khoảng 300 cho đến 350 các bác nhé. Đấy, 750.000 một con bơm đồng hồ to, lọc ẩm to. Em cam kết các bác mức giá em đưa ra cho các bác là tốt nhất trên thị trường vào thời điểm hiện tại nhé. Đến nơi các bác được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đấy, tất cả các mẫu bơm bên em đều có bảo hành, con bơm này bảo hành cho những 6 tháng nhé. Đây, còn cao cấp hơn thì em nên giới thiệu cho bác con bơm này. Đây là con bơm VIP hiệu sư tử các bác nhé. Đấy, con này thì cực kỳ đẳng cấp rồi. Đây, các bác nhìn này, có logo VIP, hình hai con sư tử ở đây, chân gấp, đồng hồ dầu, lọc ẩm siêu to các bác nhé. Đấy, lọc ẩm to, hàng chính hãng sẽ có chữ VIP hiệu hai con sư tử ở đây, còn hàng giả hàng nhái nó không có logo VIP hiệu hai con sư tử ở đây các bác nhé. Đấy, thì con bơm này anh em sử dụng rất chi là nhiều. Đấy, cái mẫu này thì có lọc ẩm có một bầu than hoạt tính ở đằng sau các bác nhé. Đấy, lọc ẩm có bầu than hoạt tính. Mẫu này thì hiện tại đang được bên em bán với giá công khai cho bác nhá. Lọc ẩm than hoạt tính bơm VIP hiệu sư tử nhá. Đây, bơm VIP hiệu sư tử. Con này đang được bên em bán với giá công khai cho bác giá là 1.200.000 bao ship đến tận nhà. Mức áp tối đa bao cho bác bơm mức này. Con này khoảng 350 đến 400 cân nhá. Thân bơm thì làm bằng carbon các bác nhá. Đấy. Con này thì đỉnh của chóp, anh em nào cũng chơi BCB anh em cũng thích con này. Bơm nó cực kỳ là nhẹ đấy. Còn cao cấp hơn nữa thì lên cho bác con này thì cực kỳ đẳng cấp nhá. Đây, con bơm các bác nhìn này, logo nó đã khác bọt hoàn toàn đúng không? Đây, logo, đây là logo con rồng, đây là mẫu bơm Dragon phiên bản con rồng các bác nhé. Đấy, con này chân gấp cực kỳ là xịn xóa luôn. Các bác nhìn này, thân bơm con này sẽ là inox 3 lớp nhé. Đấy, con này thì nó làm mát tuần hoàn không khí, con này cao cấp hơn nó sẽ làm mát bằng nước các bác nhé. Con này là làm mát bằng nước đấy. Đây, các bác nhìn đồng hồ dai ban, có chữ dai ban này. Ban đêm sẽ có lạng quang đấy, ban ngày các bác quan sát cực kỳ là dễ, lọc ẩm siêu to khổng lồ. Khi các bác bơm ở trong này có sẵn nước làm mát trong bơm rồi, bơm nó sẽ tỏa nhiệt nhanh và chống nóng. Mẫu này bảo hành cho em 12 tháng các bác, mẫu này bảo hành cho các bác 12 tháng. Hay các bác nhìn này, chân gấp cực kỳ là xịn sò nhé. Bảo hành cho em mẫu này lên đến 12 tháng luôn. Con bơm này là bơm Dragon phiên bản con rồng nhé. Đấy. Và bao cho các bác mức áp tối đa 350 đến 400 cân, bảo hành 12 tháng.
trong tầm tiền 1,3 triệu quay đầu, không có cái mẫu nào qua mặt được cái mẫu bơm Dragon phiên bản có dầu này các bác nhé. Đấy, giá chỉ có 1,3 triệu thôi, bảo hành cho em lên đến 12 tháng, thời gian bảo hành cực kỳ là dài. Còn rẻ hơn một chút, các bác có thể lấy bơm VIP hiệu sư tử 1,2 triệu. Đấy, con bơm đồng hồ to là bản to hiệu FB con báo, con này là 750 bao ship tận nhà cho anh em nhá. Con bơm nhỏ nhất thì là đồng hồ bé, nó còn bé, con này là chân cái nhén không gấp nhá, thì giá 650 ăn 550 đấy. Còn hôm nay em sẽ khui hộp thanh lý cho anh em ba con bơm nhé. Đây, hàng em gửi đi cho bác là đóng nguyên đai nguyên kiện như thế này. Đấy, khi em gửi hàng đi em đóng gói rất chìa cẩn thận. Đó, đóng gói rất chìa cẩn thận thì các bác lưu ý cho em là các bác mua hàng thì các bác phải có trách nhiệm nhận hàng đấy. Vì em gửi đi thứ nhất là mất tiền, thứ hai là các bác shipper người ta mang đi ship hàng cho bác, người ta phải giao được thì người ta mới được tiền, không là mất công mất sức mất xăng đấy. Các bác làm gì thì làm mình phải có lương tâm một tí, có trách nhiệm với việc mình làm. Khi các bác đặt hàng các bác cố gắng thu xếp thời gian để nhận hàng giúp em nhé. Còn một số anh em bảo đến nơi rồi nhưng mà anh không cho lấy, thực sự là một số anh em như thế, tỷ lệ thì cũng có ít nhưng em rất đáng buồn về cái điều tồi tệ đấy các bác. Đấy, gửi đến nơi rồi bảo vợ không cho lấy, nó cứ nghe buồn cười làm sao ấy. Đấy, các bác chơi cái này thì chỉ vì đam mê, nhưng các bác chơi thì các bác không phải chú ý cẩn thận một chút thôi. Đây, con bơm này là bơm VIP hiệu hai con sư tử các bác nhé. Đấy, bơm VIP hiệu hai con sư tử. Con này thì giá em đang bán là 1,2 triệu nhé. Đồng hồ to là ổng to các bác nhé. Đồng hồ to là ổng to. Đây, bơm VIP hiệu hai con sư tử đây. Đồng hồ to là ổng to. Đây, em khui hộp cho bác xem nhé. Đấy, các bác nào mà bồ kết đây, nó ổng to, đồng hồ to đầy đủ hết các bác nhé. Đấy, các bác nào bồ kết con này, hôm nay em thanh lý giảm giá 200.000 nhé, còn 1,000,000 nhé. Con bơm VIP hiệu sư tử đây, con này lên cho bác 1,000,000 bao ship nhé. Coi như là lọc lá cho em 2 lít, ok chưa? Lọc lá cho em 2 lít nhé. Đấy, con này là giá công khai cho em thanh lý 1,000,000 nhá. Bơm mới, mỗi tội nó bị bom thôi các bác, chứ nó chả có cái gì xấu xa cả. Đấy, đây lên cho bác con tiếp theo nhé. Đấy, nói chung đây thanh lý cho em con bơm tiếp theo thì là con này có lợi một tí để em giải quyết xem đầu cua tay nó ở đây. Đây, con này hôm nay em sẽ thanh lý cho em giá cũng cực rẻ nhé, giá chỉ vài trăm thôi, bớt cho các bác lọc lá rất chi là nhiều đấy. Đấy, các bác thấy em gửi đi cho bác đóng gói cẩn thận, quá cẩn thận đúng không? Em khẳng định cho bác là đến nơi đảm bảo bơm cho các bác trong tình trạng tốt nhất nhé. Đấy, em bọc một cái bao ở bên ngoài cho bác luôn để vận chuyển đi nó không ảnh hưởng gì đến cái chất lượng sản phẩm hàng hóa của mình ở bên trong các bác nhé. Đấy, đây tiếp theo lên cho bác con bơm này là con bơm gì ạ? Đây, con bơm này là bơm đồng hồ to lọc ẩm to các bác, đồng hồ to lọc ẩm to hiệu FB con báo đây nhé. Đấy, các bác nhìn này, nọc ẩm to, đồng hồ to, con này giá thị trường đang 750.000, hôm nay thanh lý cho anh em rẻ 100.000, còn 650 các bác nhé, 650. Đây, con bơm đồng hồ to là ẩm to thì FB con báo đây các bác nhé. Đấy, cái van xả rơi ở đây các bác. Đấy, cái này thanh lý cho anh em 650, bán rẻ 100.000 các bác nhé. Đấy, bán rẻ 100.000 thanh lý cho các bác, còn 650 lọc lá nhá. Nó là bơm mới, mỗi tội là nó bị bom thôi. Đấy, chứ còn bản thân nó không xấu cái gì cả các bác. Đấy, thanh lý cho em 650 con bơm đồng hồ to là cũng to nhá. Bác nào muốn mua con này thì alo đến hai đầu số của shop để đặt hàng nhá. Tiếp theo lên cho bác con bơm thứ ba để em xem con bơm này con bơm gì các bác nhá. Đấy, ngày nào em cũng tận tay em đóng hàng gửi đi cho bác, em cũng thấy cái trường hợp hoàn về thì nào cũng có, em cũng rất buồn về cái điều tồi tệ này các bác. Đấy, các cụ đã bảo rồi, thế gian là kết đọa đầy đúng không, chớ nên gây thù kết oán. Đấy, các bác này em cũng đoán các bác cũng vì nhiều lý do đấy, chứ các bác cũng không phải là muốn bom hàng đâu ạ, thì mỗi người một lý do một hoàn cảnh các bác. Nếu có bác thì đến nơi các bác hết tiền, có bác đến nơi thì gọi điện lại thuê bao, có bác đến nơi thì vợ lại không cho lấy, nói chung là mỗi người một hoàn cảnh. Nhưng các bác chơi thì cũng chỉ vì đẹp mê, em thì cũng tìm những cái đơn hàng hoàn về bất đắc dĩ các bác. Đấy, bất đắc dĩ đấy thì em lại lọc lá thanh lý cho em giá cực kỳ là rẻ. Đây, lên cho bác con bơm thứ hai, con bơm đồng hồ to lọc ẩm to, giá 750.000, hôm nay thanh lý cho em cũng 650.000 các bác nhé. Bơm mới 100% nhé,
bơm mới 100%, nó bị hoàn về em thanh lý cho bác 650.000. Bác nào muốn mua thì con bơm này em có hai con nhá. Bơm đồng hồ to, nó còn to nhá, có hai con thanh lý cho em 650.000 các bác nhá. Đây. Thanh lý cho em hai con 650.000. Đấy. Các bác mua hai con này là sẽ rẻ được 100.000 với giá này nhá. Giá này là rẻ 100.000 so với giá thị trường các bác nhá. Đấy. Thì bác nào muốn mua hàng vui lòng gọi điện trực tiếp đến hai đầu số của shop để đặt hàng các bác. Đấy, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video của em ngày hôm nay. Chúc các bác luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc.